Kính chào quý vị khán giả, quý vị đang theo dõi bản tin bất động sản của công ty cổ phần tập đoàn Mayland. Bản tin ngày hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Châu Á có giá thuê văn phòng đắt đỏ nhất thế giới. Doanh nghiệp mất 32,2 giờ cho một thủ tục đất đai. Thêm loạt thị trường bất động sản xuất hiện tình trạng cắt lỗ lên tới 50%. Thưa quý vị, quý đầu năm nay, giá thuê văn phòng cao cấp khắp toàn cầu tăng bình quân 1,1% so với cùng kỳ năm trước, trong đó 5 trong số 10 thành phố có giá thuê cao nhất đều nằm tại châu Á. Savills cho biết hầu hết thị trường đều ghi nhận giá thuê ổn định trong 3 tháng đầu năm, chỉ tăng trung bình 1,1% trên toàn cầu. Đối với thị trường Mỹ, giá thuê trong quý 1 vẫn giữ ở mức ổn định, tương tự với xu hướng trong năm trước. Hầu hết chủ nhà vẫn giữ nguyên giá thuê nhằm thu hút và giữ chân khách thuê. Ngoài ra, việc doanh nghiệp cân nhắc các lựa chọn văn phòng tại khu vực ngoại ô cũng phần nào tác động tới tỷ lệ chống trung bình của thị trường. Tại khu vực EMEA, châu Âu, Trung Đông và châu Phi, chi phí văn phòng cũng tăng trung bình ở mức 3% theo quý và 9,7% theo năm. Trong đó Amsterdam, Hà Lan là thị trường ghi nhận mức tăng cao nhất, lên tới 18% theo quý. Các thị trường khác cũng chứng kiến mức tăng về giá thuê bao gồm Dubai, UAE, Paris, Pháp, Berlin và Frankfurt, Đức. Trên toàn khu vực, giá thuê gộp cả năm, bao gồm thuế và phí dịch vụ, tăng 2,1% do khách thuê tìm kiếm những dự án tốt và mới được tung ra thị trường. Các thị trường châu Á ghi nhận ít biến động hơn trong quý đầu năm. Đáng chú ý, 5 trong số 10 thành phố có chi phí thuê văn phòng cao cấp đắt đỏ nhất thế giới đều nằm tại châu Á. Thành tích này khiến nơi đây trở thành khu vực đắt đỏ nhất đối với các công ty toàn cầu tìm kiếm mặt bằng văn phòng. Các thị trường tại châu Á cho thấy bức tranh đa dạng trong biến động về giá thuê. Trong khi Hồng Kông, Thượng Hải Trung Quốc, Kuala Lumpur Malaysia và Thành phố Hồ Chí Minh Việt Nam đều ghi nhận sự giảm giá thì các thị trường khác như Seoul Hàn Quốc hay Sydney Australia lại có đà tăng trưởng. Để thực hiện một thủ tục hành chính trong nhóm đất đai trung bình mỗi doanh nghiệp phải bỏ 32,2 giờ, mất chi phí khoảng 3,8 triệu đồng. Kết quả này được đưa ra trong báo cáo chỉ số đánh giá chi phí tuân thủ thủ tục hành chính 2022 APCI 2022, khảo sát 3.092 doanh nghiệp. Theo báo cáo, các bước thực hiện liên quan đến chuẩn bị, hoàn thiện hồ sơ vẫn là cánh nặng đối với doanh nghiệp. Nguyên nhân các thủ tục con vẫn tồn tại do hệ thống cơ sở dữ liệu về đất đai chưa được hoàn thiện, ứng dụng rộng rãi, không có sự liên thông giữa cơ quan quản lý đất đai các cấp Bên cạnh đó, việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến đối với các thủ tục hành chính về đất đai vẫn còn khiêm tốn. Cụ thể, chỉ 5% doanh nghiệp đã thực hiện nộp hồ sơ và 1% doanh nghiệp nhận kết quả trực tuyến. Hiện doanh nghiệp chưa thể thực hiện thanh toán thuế với giao dịch đất đai trực tuyến. So với năm 2021, điểm số APCI của nhóm thủ tục hành chính đất đai giảm 1,2 điểm và mức chênh lệch giữa điểm cao nhất và điểm thấp nhất trong giai đoạn 2018-2022 là 5,4 điểm. Nhìn chung, từ 2018 đến nay, điểm số của nhóm này có xu hướng giảm nhẹ. Theo đó, năm 2019 là năm có biến động tích cực nhất. Năm 2022 cho thấy những dấu hiệu cấp bách của một đợt cải cách hoặc toàn diện với các thủ tục. Báo cáo đánh giá dù đã có nhiều cải cách về thủ tục hành chính đất đai những năm gần đây, chính phủ, bộ ngành và địa phương vẫn phải nỗ lực nhiều hơn để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp. Nhóm này cần được tập trung về sử dụng công nghệ, hoàn thiện hệ thống thông tin đất đai và cơ sở dữ liệu, các tài sản gắn liền với đất. Bởi đây là nền tảng cho các cải cách về quy trình, chuẩn hóa thủ tục và nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan liên quan. Báo cáo PCI năm 2022 công bố hồi tháng 4 cũng cho thấy do bản chất liên ngành và liên cấp của đất đai khiến đây là một trong những lĩnh vực phức tạp và khó cải thiện nhất. Phiền hà trong thực hiện thủ tục của nhóm này còn phổ biến. 42,9% doanh nghiệp được hỏi cho biết thủ tục đất đai khiến họ phải trì hoãn hoặc hủy bỏ kế hoạch kinh doanh trong năm 2022. Dù kết quả này là tích cực hơn so với năm 2021 (53,8%), song tác động tiêu cực cao hơn rất nhiều so với các lĩnh vực thủ tục quan trọng khác như đăng ký kinh doanh, sửa đổi nội dung đăng ký kinh doanh và cấp phép kinh doanh có điều kiện. Báo cáo của Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam cho biết, khu vực Trung Du miền núi phía Bắc có 45 dự án mở bán, đều là các dự án mở bán từ trước, đưa ra thị trường khoảng 3.296 sản phẩm mới. Tuy nhiên, tỷ lệ hấp thụ chỉ khoảng 8,2%, tương đương 251 giao dịch, giảm mạnh tới 80% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo VAS, đất nền, biệt thự, liền kề, nhà phố là hai phân khúc chiếm tỷ trọng nguồn cung mới lớn nhất trong khu vực, lần lượt là 43% và 50% tổng nguồn cung. Cụ thể tại phân khúc đất liền và cho biết, khu vực trung du miền núi phía Bắc có 16 dự án mở bán, đưa ra thị trường khoảng 1.655 sản phẩm mới. nguồn cung chủ yếu mới tập trung tại Hòa Bình, Lạng Sơn. Tuy nhiên tỷ lệ tiêu thụ chỉ đạt khoảng 10,3%, tương đương 172 giao dịch. Về giá bán trung bình khoảng 30 triệu đồng một mét vuông, mặt bằng giá đi ngang so với quý cuối năm 2022 một số dự án đất nền tiếp tục áp dụng các chính sách ưu đãi về lãi suất, tiến độ thanh toán chia thành nhiều đợt, chiết khấu khi đăng ký mua nhiều lô. Về phân khúc biệt thự liền kề nhà phố, quý đầu năm 2023, khu vực Trung Du và miền núi phía Bắc có 18 dự án mở bán, đưa ra thị trường khoảng 1.441 sản phẩm mới. Tuy nhiên, tỷ lệ hấp thụ chỉ khoảng 4,1%, tương đương 59 giao dịch. Nguồn cung mới lượng giao dịch tập trung chủ yếu ở khu vực Lạng Sơn chiếm lần lượt 32% và 72% lượng cung giao dịch của toàn khu vực do có lợi thế về giá, đòn bẩy từ kinh tế cửa khẩu và hạ tầng giao thông. Mặt bằng giá sơ cấp của phân khúc này trung bình 46,8 triệu đồng một mét vuông. Toàn khu vực trung du và miền núi phía Bắc chỉ ghi nhận 11 dự án chung cư mở bán. Một số dự án ở Lạng Sơn, Lào Cai không ghi nhận bất kỳ giao dịch nào trong quý. Lượng nhỏ giao dịch ghi nhận ở một dự án có giá từ 36 đến 40 triệu đồng một mét vuông tại Phú Thọ, đô thị cửa ngõ quan trọng của thủ đô, trung tâm kinh tế năng động của vùng Trung du và miền núi phía Bắc, mặt bằng giá trung bình 28,5 triệu đồng một mét vuông. Và cho biết, dự kiến nguồn cung nhà ở xã hội sẽ tăng trong bối cảnh chính quyền các địa phương yêu cầu chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ. Và đánh giá thị trường ảm đạm, số lượng giao dịch sụt giảm, đặc biệt các địa phương tiềm năng như Lào Cai, Thái Nguyên cũng gần như không ghi nhận giao dịch Bên cạnh đó, khoảng 80% các sàn đang không hoạt động tại khu vực, 20% còn lại hoạt động cầm chừng hoặc đang trong tình trạng khó khăn. Bên cạnh đó, nhà đầu tư bán cắt lỗ từ 10-30%, thậm chí lên đến 30-50% tới 50 do áp lực tài chính khi sử dụng hết gói vay ưu đãi từ chủ đầu tư. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin bất động sản ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!